kể về những con người sống cuộc sống hoàn toàn khác biệt, nhưng vô tình gắn kết sau một sự cố. Một người bị bỏ rơi từ 5-6 tuổi, ở một trại trẻ mồ côi, bất chấp khắc nghiệt mà trở thành một phụ nữ lạc quan. Một thám tử mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, được lòng phụ nữ. Dàn diễn viên nổi tiếng cùng những câu chuyện tình cảm có nội dung vô cùng cuốn hút. Đón xem Khu Vườn Hoàng Kim phát sóng 13 giờ ngày trên VTV1.